xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Hôm nay là nói về toán thực tế lớp 10, 11. Thì mình lấy ví dụ bài 3 nha các bạn. Một cái du khách vào cái trường đua ngựa nè, đặt cược lần thứ nhất 20.000 đồng. Mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi là nhân 2 đó các bạn. Tiền cọc trước, người ta thua 9 lần liên tiếp luôn, là từ lần thứ nhất tới lần thứ 9 đều thua. Thắng lần thứ 10, hỏi du khách trên thắng hay thua. Thì thứ nhất nè, mình đặt U1 chính là lần thứ nhất chơi đó là 20.000 đồng. Lần thứ 2 gấp đôi, vậy là U2 sẽ bằng 2 lần U1, tiếp tục gấp đôi, U3 sẽ bằng 2 lần U2 chấm 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 đến U9 sẽ bằng 2 lần U8 và U10 sẽ bằng 2 lần U9. Được chưa? Vậy cho thấy đây là cấp số số nhân. U1 là 20.000. Quy là công bội là gấp đôi là 2. Được chưa? Vậy 9 lần thua thì các bạn tính tổng của 9 lần thua đó, thì các bạn nhớ công thức Sn bằng U1 bằng quy 1 trừ quy mũ n chia 1 trừ quy, hoặc là các bạn có thể viết là U1 bằng quy mũ n trừ 1 chia quy trừ 1 cũng được, không có khác gì cả. Được chưa? Rồi, vậy mình có S9 bằng U1 cộng U2 cộng chấm 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 đến U9 sẽ bằng U1 quy 9 trừ 1 chia quy trừ 1 bằng 20.000. 219 trừ 1 chia cho 2 trừ 1 bằng ra kết quả. Được chưa? Tiếp tục, đây là tổng 9 lần thua. Còn cái lần 10 á, lần 10 là thắng, là U10 nè. Thì các bạn có công thức UN bằng QN trừ 1 nhân U1. Vậy là bằng 2 mũ 10 trừ 1 là 9 nhân 20.000 ra kết quả. Và các bạn so sánh hai kết quả này, nếu U10 lớn hơn S9 thì cho thấy là thắng, còn nếu U10 nhỏ hơn S9 là thua. Được chưa? Các bạn làm phép trừ sẽ biết là thắng hay thua bao nhiêu nha các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn, có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.